Dưới thời đại phong kiến, các nước trên thế giới từng xuất hiện những phương thức thi hành án tử hết sức man dợ và tàn bạo. Phải kể đến những hình phạt như là voi giày, tứ mã phanh thây hay là lăng trì, vốn chỉ được áp dụng với những tội rất nặng như là phản quốc, chống lại nhà vua hay là hại cha mẹ mình. Với riêng những binh lính của đối phương, nếu mà thua trận, có thể họ sẽ phải đối mặt với cái kết tồi tệ nhất. Trong số những hình thức dành cho nhóm đối tượng này, có một hình thức đặc biệt được gọi là khanh sát, được cho là tàn ác bậc nhất. Vậy khanh sát là gì? Tại sao những người lính vừa nghe thấy tên gọi này liền sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu? Nhiều người cho rằng khanh sát là tên gọi khác của cách trừng phạt, trong đó là chôn sống. Trên thực tế, ngày xưa không dùng từ khanh sát để chỉ hành động này. Để hiểu rõ hơn khanh sát là gì, chúng ta cùng bắt đầu từ cách thức thực hiện phương pháp trừng phạt binh lính thua trận này. Cuộc trừng phạt bằng hình thức khanh sát được biết đến nhiều nhất là do Bạch Khởi tổ chức. Bạch Khởi là đại tướng quân thời Chiến Quốc, lập nhiều chiến công, làm tiền đề để Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Các nhà sử học hiện đại đánh giá Bạch Khởi là vị tướng tài năng nhất trong 4 vị đại tướng thời Chiến Quốc. 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. Trong khi các tướng lĩnh thời Chiến Quốc dựa nhiều vào binh pháp khi ra trận, Bạch Khởi lại dùng binh không theo sách. Có thể nói, Bạch Khởi một khi cầm quân thì đã đánh là thắng, không gì có thể ngăn nổi. Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, hầu như rất ít tướng lĩnh có được những tố chất như ông. Trận đánh đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của đại tướng quân Bạch Khởi là đại chiến Trường Bình, nơi quân Tần vây hãm 45 vạn quân Triệu. Tướng Triệu đến ải Trường Bình, khi đó là Triệu Quát, vì thiếu kinh nghiệm mà bị Bạch Khởi đánh cho tan tác, phải rút về cố thủ. Quân Triệu bị vây liên tục trong vòng 46 ngày, mặc dù quân số đông hơn quân Tần nhưng không thể phá vây được. Quân Tần ít hơn nhưng dũng mãnh, thiện chiến. Quân Triệu mấy phen xông ra đều bị đánh bại. Đến lúc hết lương, Triệu Quát liền phá vòng vây, bị Bạch Khởi hạ lệnh dùng nỏ cứng ngắm bắn, và cái gì đến cũng phải đến. Gần như toàn bộ quân Triệu đầu hàng mà họ không biết phải đối mặt với thảm kịch trước mắt. Sử ký của Tư Mã Thiên chép lại, vì quân Triệu đầu hàng quá đông, Bạch Khởi sợ không quản lý được, bèn bàn với phó tướng là Vương Hạt đem mà xử hết đi. Để lừa quân Triệu, ông đem hàng tốt chia làm 10 doanh, sai 10 viên tướng thông lĩnh hợp với quân Tần, đem cho chậu rượu ăn uống và nói rằng ngày mai sẽ chọn binh. Người nào khỏe mạnh đánh trận được thì cấp cho khí giới và đem về nước Tần, còn người già yếu hay nhát sợ đều cho về Triệu. Quân Triệu mừng rỡ. Đêm ấy, Bạch Khởi truyền mật lệnh cho 10 viên tướng rằng quân Tần đều dùng vải trắng phủ đầu, nếu đầu không có vải trắng, tức là quân Triệu, thì phải hại đi. Quân Tần theo lệnh đồng loạt ra tay, 45 vạn quân Triệu chịu chết chỉ trong một đêm. Bạch Khởi thu nhặt những phần thủ cấp của quân Triệu chất đống ở lũy Tần, ngày nay gọi là núi Đầu Lâu. Tính ra trong trận Trường Bình, quân Tần sát hại 45 vạn hàng binh và chỉ còn 240 người được thả về Hàm Đan, kinh đô nước Triệu, để truyền lại những gì xảy ra. Nhiều sử gia cho rằng việc Bạch Khởi ra lệnh sát hại 45 vạn quân Triệu giống như một trò lừa đảo. Bạch Khởi đã đồng ý tha chết cho những người bại trận để dụ họ đầu hàng. Thế nhưng khi họ đã hạ vũ khí, tất cả đều bị hại một cách thảm khốc như vậy. Hành động này cho thấy sự tàn bạo cũng như việc không có tầm nhìn xa trông rộng của Bạch Khởi và cả Triều Tần. Hải Yến cũng nhận định việc làm của Bạch Khởi đã tăng phần khó khăn cho việc ổn định thiên hạ của nước Tần. Kể từ đó, người trong thiên hạ đều nhận ra rằng họ không thể trông chờ vào kết cục đầu hàng Tần Triều, thay vào đó phải chiến đấu đến cuối và nung ý định trả thù. Vì hy vọng đạt được công lao nhất thời, Bạch Khởi khi đó không thể ngờ được rằng dã tâm của ông ta đã nung nấu thêm ý chí và quyết tâm của các nước chư hầu. Kể từ sau cuộc đại thảm sát do Bạch Khởi gây ra, các nước liên tiếp tuyên chiến với nhà Tần nên tham vọng thống nhất thiên hạ của Tần Thủy Hoàng trở nên khó khăn hơn. Có thể nói, trong 37 năm xông pha trận mạc, Bạch Khởi hầu như đánh đâu thắng đó. Có thể hạ gần 100 vạn quân địch, hạ hơn 73 thành, mở rộng trăm dặm đất đai cho nước Tần. Bạch Khởi đã trực tiếp tiêu hao sinh lực của các nước hùng mạnh như là Triệu, Sở, đưa Tần trở thành nước bá chủ thời Chiến Quốc. Năm 257 trước công nguyên, vì mâu thuẫn với thừa tướng Phạm Thư mà Bạch Khởi bị vua Tần tước hết chức vị, cuối cùng thì phải tự kết liễu cuộc đời mình. 11 năm sau cái chết của Bạch Khởi, Tần Thủy Hoàng lên ngôi khi mới 13 tuổi. Năm 235 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng bắt đầu công cuộc chinh phục 6 nước còn lại, tiếp nối những gì mà Bạch Khởi xây dựng. Nhưng Tần Thủy Hoàng cũng thừa hưởng cả sự căm vẫn, oán hận của người dân các nước chư hầu. Vì vậy, khi mà Tần Thủy Hoàng đột ngột qua đời,
Nội bộ nhà Tần trở nên rối ren vì một hoạn quan nước Triệu. Người dân trên khắp nước Tần cũng đứng lên nổi dậy, khiến cho triều đại thống nhất Trung Hoa đã sụp đổ nhanh chóng. Bạch Khởi là trường hợp đầu tiên. Người thứ hai khiến kiểu trừng phạt khanh sát này được nhiều người biết đến là Vương Mãng, vốn là một quyền thần thời nhà Hán. Nhà Hán là triều đại kế tục nhà Tần và được tiếp nối bởi thời kỳ Tam Quốc. Kéo dài 4 thế kỷ, nhà Hán được xem là triều đại huy hoàng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng nhà Hán có một thời kỳ gián đoạn trong 16 năm bởi một triều đại có tên là nhà Tân. Hoàng đế duy nhất của nhà Tân chính là Vương Mãng. Từ vai trò ngoại thích, Vương Mãng đã từng bước nắm những chức vụ cao nhất, thao túng triều chính và cuối cùng cướp ngôi nhà Hán. Vương Mãng xuất thân trong một gia đình quan lại quý tộc. Cha là Vương Mạn, anh trai của Hoàng hậu Vương Chính Quân. Năm 7 trước công nguyên, Hán thành đế vì hoang dâm nên mất sớm. Thành đế không có con nên Vương Thái Hậu lập con của Định Đào Vương Lưu Khang, em của thành đế là Lưu Hân lên nối ngôi, tức là Hán Ai Đế. Vương Chính Quân được tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Vương Mãng bèn viết sớ xin về hưu, trở lại quê nhà Tân Đô, đóng cửa tuyệt nhiên không ra ngoài. Năm 1 trước công nguyên, Ai Đế bị bệnh qua đời khi 25 tuổi, cũng không có con nối. Vương Chính Quân giữ Ngọc Tỷ truyền quốc, triệu gấp Vương Mãng vào cùng bàn việc. Vương Mãng cùng Thái Hoàng Thái Hậu lập cháu Hán Nguyên Đế là Lưu Diễn, mới 9 tuổi lên nối ngôi, tức là Hán Bình Đế. Vương Chính Quân lại xưng là Thái Hậu như cũ, cử ông làm phụ chính. Kể từ đó quyền hành trong triều hoàn toàn rơi vào tay Vương Mãng. Vương Mãng từng bước xây dựng lực lượng riêng gồm nhiều tâm phúc. Bề ngoài tỏ ra là người chính trực, nhưng kỳ thực, những chính sách ban ra đều có những kẻ thân cận hậu thuẫn hưởng ứng, nên Vương Thái Hậu và mọi người rất tin tưởng vào tài năng và sự công tâm của ông. Tháng 1 năm thứ nhất công nguyên, Thái Hậu ra chiếu thăng Vương Mãng chức Thái Phó, An Hán Công. Tháng Giêng năm năm, Hán Bình Đế ra phong cửu tích cho Vương Mãng, tức là chỉ dưới Hoàng Đế và trên tất cả các chư hầu. Vương Mãng cứ thế mà soán quyền dần của nhà Hán. Ý định cướp ngôi của Vương Mãng đã rõ, tông thất nhà Hán bắt đầu phản ứng, nhưng các cuộc khởi binh sau đó đều bị Vương Mãng đem quân đánh dẹp nhanh chóng. Dẹp yên các cánh quân chống đối, Vương Mãng quyết định giành ngôi nhà Hán. Năm 9 dương lịch, ông ta phế bỏ vua nhỏ Nhũ Tử Anh lúc mới 5 tuổi, giáng phong làm Định An Công và lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Tân, năm đó đã 54 tuổi. Theo các ghi chép, sau cuộc nổi loạn, Vương Mãng đã ra lệnh hại hết những người phản đối mình. Trong chiếu chỉ, Vương Mãng còn đưa ra một phương thức cụ thể, đó là sau khi hạ sát những người này thì dùng xác của họ cùng với đất xếp thành tháp. Trên đỉnh của tháp này cắm một lá cờ cao 6 thước, lấy tháp này chính là vũ khí để uy hiếp kẻ địch. Từ đây ta có thể hiểu, khanh sát có nghĩa là một cái tháp cao được xây dựng bằng đầu hoặc xác của kẻ thù. Cũng có thể nói đây là hình phạt cao nhất dành cho kẻ địch, dành cho những người đã đầu hàng, và cách thức thực hiện thì hoàn toàn không giống với tuẫn táng là bao. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.